lãnh đạo Việt Nam Phi Luật Tân gặp nhau phản đối Trung Quốc. Thủ tướng Việt Nam đã mở các cuộc hội đàm với Tổng thống Phi Luật Tân hôm nay ở Manila. Hai bên đã thảo luận việc tăng cường quan hệ quốc phòng và hợp tác hàng hải. Nhưng Thủ tướng Việt Nam đã gây chú ý qua các lời lẽ gay gắt đối với Trung Quốc và nói rằng cả Manila và Hà Nội đều kiên quyết chống đối điều ông gọi là những vi phạm lãnh hải của Bắc Kinh trong vùng Biển Đông. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Manila sau khi căng thẳng tăng cao với Bắc Kinh vì vụ một giàn khoan của Trung Quốc được Bắc Kinh đưa đến địa điểm mà Việt Nam nói là thuộc hải phận của mình. Phi Luật Tân cũng than phiền về những vụ đụng độ với các tàu hải giám của Trung Quốc tại nhiều hòn đảo đang có tranh chấp. Tháng trước, Phi Luật Tân đã phản đối điều mà họ gọi là dự án lấp biển lấy đất tại một gành đá mà họ đòi chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Phát biểu qua một thông dịch viên tại dinh Tổng thống Phi Luật Tân, ông Dũng nói Manila và Hà Nội có chung quan điểm về tình hình. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam nói rằng hai bên quyết tâm phản đối những hành động vi phạm của Trung Quốc và kêu gọi các nước cùng cộng đồng quốc tế tiếp tục cực lực lên án Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc tức khắc chấm dứt các hành động vi phạm vừa kể và tôn trọng đầy đủ và nghiêm khắc luật quốc tế. Trong các cuộc họp hôm qua, hai nhà lãnh đạo tuyên bố họ muốn thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề quốc phòng và dự tính hội ý với nhau một cách tích cực hơn khi có liên quan đến an ninh khu vực. Các tàu của Việt Nam và Trung Quốc đã xịt vòi rồng qua lại hồi đầu tháng này sau khi giàn khoan bắt đầu dự án khoan.